Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ giới thiệu mấy cái tính năng mới ở trong cái phiên bản cập nhật của Filmora 12 nhé. Đây là phiên bản 12.3.2, phiên bản mới nhất nhé. Thì nó có mấy cái tính năng hay về chỉnh màu. Thì mình sẽ đưa cho các bạn xem có 5-6 cái tính năng mới. Đấy là cái ưu điểm của việc mà các bạn có bản quyền phần mềm nhé. Bản quyền phần mềm Filmora thì các bạn có thể cập nhật lên bất cứ lúc nào ấy, không giống như là các dùng các cái bản crack các thứ ấy, thì các bạn sẽ không cập nhật được. Nên là các bạn nhớ mua bản quyền đi. Nếu mà bạn nào muốn nhờ mình mua hộ ấy, thì các bạn xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả nhé, có mã giảm giá 20%. Ok. Bản cập nhật này ấy, thì các bạn sẽ phải tải ở website của nó nhé. Tại vì ở trong phần mềm ấy bạn kiểu check update, tức là kiểm tra cập nhật ở trong phần mềm ấy, thì nó lại không hiện ra, không hiểu kiểu gì. Đơn ra là các bạn phải lên website nhé. Để mình chỉ cho các bạn. Website thì là filmora.wondershare.com nhé. Mình vào mình chỉ cho các bạn đây. Các bạn làm theo cái bước của mình là các bạn vào phần support này nhé. Ấn vào support. Sau đó các bạn tìm tìm xuống chỗ này nhé, download and install ấy, tức là tải và cài đặt. Các bạn ấn vào nút file ở download, ấn vào file ở download. Sau chỗ này phần chọn sản phẩm nhé, select product, thì các bạn ấn vào đây, các bạn chọn Filmora. Sau đó các bạn chọn cái hệ điều hành là Windows hay là Mac nhé, thì các bạn chọn, ví dụ mình chọn Windows. Sau đó bạn chuyển sang bên này, các bạn chọn phiên bản. Ở đây có phiên bản mới nhất là 13 12.3.2. Nếu như bạn muốn tải bản cũ thì bạn cũng ấn vào dưới này nhé. Ví dụ mình ấn vào đây 12.3.2. Đó, các bạn ấn vào đây các bạn sẽ nhìn được một đống mấy cái tính năng mới của nó này. Ở đây nó có 6 7 cái, 6 cái tính năng. Nhưng mà mình sẽ kiểu đi qua những cái tính năng quan trọng thôi, mình thấy nó hay hay thôi. Sau các bạn nhấn vào nút này nhé, Windows for 64 bit, tức là tải cho Windows 64 bit. Mình thì mình tải rồi, mình sẽ bật Filmora lên nhé. Ok, đây là cái trang bắt đầu của Filmora 12 của mình nhé. Thì các bạn sẽ có thể tạo một cái dự án mới, ví dụ mình sẽ tạo một cái dự án mới ở đây, New Project nhé. Cái tính năng đầu tiên mà Filmora nó đề cập ấy, đấy là họ nâng cấp cái gọi là kiểu khoa học chỉnh màu các thứ ấy. Tức là gần đây thì nhiều người kêu là Filmora chỉnh màu các thứ thì không tốt. Đâm ra là chắc là bên Wondershare họ cũng đang nghiên cứu để họ phát triển cái công cụ chỉnh màu. Cái này là tín hiệu tốt. Thì đầu tiên là họ cập nhật cái kiểu tính toán về chỉnh màu để cho nó chính xác hơn. Bên cạnh đó là họ đưa cho mình gọi là ba cái color wheel, tức là cái bánh xe chỉnh màu. Bánh xe chỉnh màu hay cái gì thôi kệ, nó gọi là color wheel nhé. Ở trong các cái phần mềm chỉnh màu chuyên nghiệp khác ấy, thì cái việc sử dụng color wheel nó rất là thông dụng. DaVinci rồi DaVinci rồi là Adobe Premiere. Trong các phần mềm biên tập video chuyên nghiệp khác ấy, thì cái công cụ chỉnh màu color wheel này nó rất là thông dụng nhé. Kể cả DaVinci hoặc là Premiere Pro thì đều có nhé. Bây giờ ví dụ mình sẽ đưa một cái clip xuống chẳng hạn để mình chỉ cho các bạn mấy cái mới thôi, chứ còn cái việc mà ứng dụng nó vào như thế nào ấy thì các bạn sẽ tự tìm hiểu, hoặc là mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái thao tác đơn giản. Ví dụ ở đây mình có một cái clip bầu trời chẳng hạn, gọi là có một cái cây, đúng không? Có một cái cây thì ở Filmora 12 để mà chỉnh màu cái clip này thì các bạn sẽ kích đúp vào cái clip này nhá, kích đúp vào đây. Kích đúp vào, sau các bạn đi tiếp vào phần color nhé. Thông thường ở cái bản cũ ấy, thì các bạn sẽ có 3 phần. Một là basic là cơ bản, XSL là cái phần hue, saturation và luminance. Và phần curve, curve này thì chỉnh contrast là highlight và shadow. Thì bây giờ nó có thêm phần này gọi là color wheel. Các bạn ấn vào đây nhé, color wheel. Trong cái color wheel này thì có mấy cái tính năng. Một là các bạn có thể chỉnh phần highlight nhé. Highlight tức là cái vùng sáng ở trong video, mid-tone là vùng sáng vừa, và shadow là vùng tối, tức là highlight, shadow và mid-tone. Thì các bạn có thể chỉnh ở đây. Và các bạn có thể thay đổi màu của các cái vùng này, highlight, mid-tone và shadow. Thực ra thì cái color wheel này ấy, nó chỉ là cái color wheel cơ bản thôi. Tại sao nó cơ bản? Ví dụ ở trong cái phần highlight này nhé, chẳng hạn ví dụ bạn muốn tăng lên, ví dụ tăng sáng của phần highlight, tức là cái thanh này nhé, thanh trượt này là phần sáng tối của phần highlight, bạn tăng lên. Đó, bạn nhìn này, nó sẽ tối cả cái bức ảnh luôn, chứ nó không phải là chỉ tối mỗi phần highlight thôi. Ví dụ phần highlight phần này, phần ánh sáng mặt trời này gọi là highlight chẳng hạn. Thì khi mà bạn tăng cái này lên thì nó sẽ tăng cả lên, chứ nó không có tăng mỗi phần này. Tuy nhiên là bạn có thể chỉnh màu cho nó nhé. Ví dụ màu mình có thể kích vào đây, mình thêm cho màu cam cho phần highlight nhé, rồi mình tăng lên. Đó, thì nó sẽ tăng cả bức ảnh, nhưng mà nó cũng tăng cái màu cam, tức là tăng cái độ sáng của phần highlight, tức là tăng màu cam của phần highlight lên. Mid-tone và shadow thì các bạn cũng làm tương tự như thế. Ví dụ ở đây bạn muốn cho cái phần mid-tone này màu cam tăng lên. Đấy, nó sẽ tăng tăng màu của bức ảnh lên. Và phần shadow này bạn có thể chỉnh cái phần
tiêu, tức là bạn cho thêm cái màu xanh này. Đây là mình chỉnh màu sơ sơ thôi nhé. Sau đó các bạn có thêm một cái công cụ nữa, cũng là cái tính năng mới, nhưng mà thực ra nó chả phải, không phải mới nhé. Cái này là cũ ở trong cái phần chỉnh màu của Filmora, tức là cái phần view, tức là phần so sánh giữa trước và sau, là phần side by side view. Thì các bạn ấn vào đây, các bạn sẽ nhìn được đây là before này, tức before, và đây là before trước. Để ấn lại nhé. Đây là before, tức là đây là trước, và đây là after, là sau khi chỉnh màu. Thì các bạn có thể chỉnh ở đây, ví dụ mình tăng cái phần shadow lên này, tăng màu tím lên, thì các bạn có thể nhìn đây là so sánh là trước và sau. Đó là hai cái tính năng mới, một là color wheel và hai là cái phần so sánh side by side, và cái thứ ba là cái phần thêm gọi là thêm độ nét của video nhé. Ví dụ mình sẽ xóa cái video này đi. Xóa cái effect của cái này đi nhé. Chỉnh độ nét. Độ nét tức là nếu mà video của bạn bị mờ ấy, bị mờ thì các bạn có thể tăng cái độ nét lên, hoặc là bạn giảm độ nét đi bằng cái công cụ mới ở trong Filmora là cái sharpen. Mình sẽ ví dụ cho các bạn một cái video GoPro nhé, thì nó sẽ rõ ràng hơn. Ví dụ một cái video GoPro, tại vì GoPro của mình ấy, khi mà mình quay thường mình sẽ đặt cái độ nét là trung bình thôi, medium, cái sharpness ấy, là medium thôi. Thì khi mà vào phần mềm mình luôn luôn phải chỉnh cái sharpness. Ví dụ mình sẽ cho cái clip này chẳng hạn. Mình kéo timeline nhé. Mình xóa cái này đi. Đây. Ok. Ví dụ ở đây nhé. Các bạn có thể nhìn đây. Rõ ràng là cái phần lá này, các thứ này, sharpness nó không được, tức là cái độ nét của video nó không được kiểu cao lắm ấy. Đó. Nó không được cao đây, mà nhìn nó sẽ bị mờ. Các bạn nhìn thấy nó hơi có tí xương. Bây giờ mình sẽ thoát ra nhé. Mình sẽ chỉnh cái độ nét của nó bằng cách là mình kích đúp vào cái video. Sau đó mình đi tiếp đến phần color, tức là vẫn là trong phần color, nhưng lần này mình sẽ chọn phần basic thôi nhé. Trong cái basic này các bạn sẽ kéo xuống đây. Ở dưới này nó có một cái phần adjust. Đây, chữ adjust và sharpen nhé. Sharpen là cái độ nét ấy. Đấy, thì bây giờ các bạn có thể chỉnh độ nét. Đây là trước nhé, trước khi chỉnh nhé. Mình sẽ tăng cái sharpen, tức là tăng cái độ nét của video lên. Kéo đi. Các bạn nhấn vào cái này nhé, cái nút này, sau bạn kéo đây này. Đó, thì bây giờ mình sẽ bật side by side view lên cho các bạn xem. Đây là trước và đây là sau. Ok, mình nhấn vào ok nhé. Đây là mình tăng có một tí thôi nhé. Đây là mình tăng có 54 thôi. Và bây giờ mình sẽ bật lên các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn thấy là cái độ nét của video nó nét hơn này. Nhưng mà cái sharpen này thì các bạn cẩn thận nhé. Các bạn dùng nó cẩn thận nhé. Đừng có tăng nhiều quá, không thì trông nó rất là giả. Nên ra là các bạn chỉ dùng nó để kiểu tăng hoặc giảm độ nét của video một tí thôi. Ok, đó là cái thứ ba ở trong Filmora. Còn một cái tiếp theo nữa là khi mà các bạn thêm LUT vào nhé. Cái thứ tư là khi bạn thêm LUT vào, thêm LUT để chỉnh màu cho video ấy. Bạn thêm một cái LUT mới thì nó sẽ cho bạn là chỉnh cái phần gọi là kiểu độ đậm nhạt của cái LUT đấy. Trước đây là mình thêm vào thì mình không chỉnh được. Tuy nhiên nếu như bạn dùng cái LUT ở trong phần effect này thì bạn vẫn chỉnh được bình thường. Ví dụ mình sẽ kích đúp vào video này, sau đó mình sẽ đến phần color nhé. Trong phần basic này bạn có thêm một cái nữa là phần LUT. Đây, phần LUT này thêm một cái strength này. Bạn load thêm một cái LUT mới, tức là bạn đưa thêm một cái LUT mới. Ví dụ bạn load new LUT này, mình load đại thôi. Ví dụ cái cool film này chẳng hạn. Và mình ấn vào open. Có một cái cool film như này, màu lạnh đúng không? Thì bây giờ bạn có thể có thêm cái strength này, bạn chỉnh được này, tức là cái phần độ đậm nhạt của cái LUT ấy. Đây là một cái mới. Bạn chỉnh làm sao cho vừa mắt của bạn. Ví dụ đây là 15%. Bạn kích vào ok. Đó, ra cái màu video cùn như này. Ok, đó là cái thứ tư. Còn cái thứ năm ở trong Filmora 12.3.2, đó là cái việc là họ sắp xếp lại cái cửa sổ xuất bản, tức là cửa sổ export. Ví dụ cái này, bạn sẽ xuất vào đây, ấn vào export nhé, tức là ấn vào xuất bản video. Trước đây thì khi mà bạn chọn local ở đây thì bạn sẽ có một hàng dài đây để bạn chọn nhé. Ví dụ chọn là file MP4 hoặc AVI các thứ ấy. Thì bây giờ nó lại làm mới lại, nó kiểu sắp xếp lại như này. Mình thấy nó cũng chẳng có cái ý nghĩa gì cả. Nói chung là mình thì hy vọng là các ông này ông cứ đừng thay đổi cho mình đỡ phải hướng dẫn lại ấy. Ok. Nhưng mà bây giờ thì các bạn chọn, ví dụ bạn xuất bản video cho YouTube, bạn nhấn vào local đấy nhá. Phần này là phần ảnh bìa của video. Bây giờ bạn chọn ảnh bìa ở chỗ này. Còn quan trọng nữa là bạn phải chọn cái phần file gì nhá. Tức là file MP4 nhá. Thông thường là bạn phải chọn cái format là file MP4. Còn preset này thì bạn không cần nhá. Vì ở đây bạn có thể chọn là match to project setting, tức là khớp với lại dự án bạn đang edit. Và phần format này bạn phải chọn là file MP4 để bạn xuất cho YouTube. Và bạn ấn vào setting, ấn vào phần này để bạn tăng bitrate các thứ thì vẫn như bình thường. Ví dụ mình chọn bitrate cố định ở đây, sau tăng lên là 20.000, sau nhấn vào apply. Đó, thì khi mà bạn xuất là giống YouTube là được, xuất lên YouTube là được. Ở đây ví dụ phần match project, mình chọn là match project setting.
OK, MP4, các thứ như này. B bạn Redspot là OK. OK, đấy là cái cửa sổ xuất bản mới ở trong Filmora. Và còn một cái nữa là bây giờ ở trong phiên bản mới này ấy, thì Filmora nó cho phép bạn là xuất hình ảnh từ video nhé. Tức là có một cái video bạn sẽ xuất được ra hình ảnh PNG hoặc là JPEG. Vẫn ở trong này thôi, tức là phần format này nhá, thì bạn không chọn MP4 nữa. Thì bạn ấn vào đây, bạn chọn, bạn kéo đây nhá. Nó sẽ có một cái là PNG Image Sequence và JPEG Image Sequence. Thì các bạn có thể ấn vào đây nếu như bạn muốn xuất, tức là xuất xuất cái video của bạn ra nhiều hình ảnh. Nhưng mà các bạn cẩn thận nhé, nếu video dài nhé, ví dụ video này là có 12 giây thôi thì xuất ra nó sẽ 12 nhân với lại 24 chẳng hạn. 12 nhân với 24 là ra mấy trăm cái ảnh ấy. Đây là thời gian xuất nó sẽ rất là lâu. Mình cho các bạn ví dụ nhé. Chỉ cho các bạn xem cái ví dụ cái ảnh một cái folder mình xuất ra nhé. Mà mình cũng không hiểu là cái tính năng này nó để làm cái gì luôn. Tại vì bình thường ấy thì mình sẽ ghép cái ảnh thành video, trong khi bây giờ thì lại kiểu xuất ngược lại. Tách video ra thành nhiều ảnh, không hiểu. Mình chưa biết là để dùng nó để làm cái gì luôn. OK, ví dụ phần output này nhé, mình chỉ cho các bạn đây. Ví dụ cái PNG image này, mình xuất một cái, đồng mình xóa hết rồi. Mình xóa hết rồi. Thôi, OK. Thế thì mình sẽ xuất cái này nhé. Cái này có 7 giây thôi, mình sẽ xuất nó khoảng tầm 1 giây thôi. Ví dụ 1 giây cái này thôi nhé, 1 giây thôi để cho nó nhanh nhé. Mình sẽ ấn vào export này, mình chọn là PNG image. Đây mình chọn chỗ này PNG. Đó, OK, bây giờ mình sẽ export. Đây mình sẽ xuất cái video này ra thành các cái ảnh, cái ảnh xong mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Bây giờ phải đợi một lúc. OK, xong rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái thư mục đấy ra, open folder nhé. Từ một cái video này có 1 giây thôi thì nó sẽ xuất ra đây một đống ảnh đây, các bạn nhìn này, 1 2 3 4 5 6 7 8 này. Tất cả những cái này mà bạn kéo lại ở Filmora cũng được nhé. Ví dụ đây là một cái ảnh này, ảnh PNG. PNG đó, ảnh trong video. Ừ thì thôi, các bạn cũng có thể dùng nó để các bạn đưa vào cái phần mềm chỉnh sửa ảnh các thứ thì thôi cũng OK. Đó là một cái tính năng mới. Còn cái cuối cùng thì họ có đề cập là có thêm mấy cái chuyển cảnh với lại mấy cái hiệu ứng mới. Chuyển cảnh này thì các bạn ấn vào transition này nhé, các bạn chọn new này nhé. Trong cái new này thì nó sẽ có cả cái trả phí và cái miễn phí, thì các bạn chọn vào đây free. Trong cái free này thì các bạn nhìn được đây có mấy cái transition này. Và trong phần effect thì các bạn cũng thế nhé, các bạn cũng ấn vào new và các bạn nhấn vào free. Đó, nó cho mình mấy cái hiệu ứng. OK, đấy là mấy cái tính năng liên quan đến chỉnh màu và xuất bản video các thứ. Thế còn một cái tính năng mới nữa ở trong Filmora 12.3, đó là cái tính năng gọi là effect mask, hay còn gọi là mặt nạ cho hiệu ứng. Thì cái tính năng này nó cũng mới và nó cứ tương đối hay. Bạn sẽ có nhiều cái để bạn có thể ứng dụng nó nhé. Effect mask thì nó tương tự như cái mask cho video, gọi là mask, các bạn nhớ mask nhé. Thì effect mask để áp dụng thì các bạn ví dụ mình muốn làm mờ cái khuôn mặt của mình, chẳng hạn nhé. Bình thường ấy thì các bạn sẽ phải đưa cái gọi là kiểu image mask vào đây này, sau các bạn nhân đôi cái layer này lên này, sau các bạn đưa cái phần môi giấy các thứ vào thì cái đấy nó hơi lằng nhằng. Bây giờ mình làm ví dụ nhé, bây giờ bạn sẽ đi vào phần effect nhé. Sau bạn vào video effect, ví dụ mình sẽ chọn cái square blur này nhé, mình sẽ kéo thả trực tiếp vào trong video. Làm mờ thì bây giờ nó làm mờ cả với cái video này luôn. Và với cái tính năng effect mask thì các bạn sẽ có thể mask chỉ mỗi phần này thôi, chứ là làm mờ mỗi cái mặt thôi. Ví dụ bạn sẽ kích đúp vào video, sau các bạn đi tiếp vào phần effect nhé. Trong phần effect này, square blur này, bạn sẽ có phần này nhé, bạn ấn vào đây add effect mask, bạn kích vào ấn thì bạn sẽ có mấy cái tùy chọn, một là hình vuông này, hình tròn này, hoặc là bạn có thể dùng bút này bạn vẽ. Ví dụ mình sẽ dùng bút mình vẽ quanh cái mặt của mình nhé, ấn vào đây và bạn sẽ có một cái bút này. Các bạn vẽ giống như là vẽ mặt nạ ấy. Đó, là mờ cái khuôn mặt, là mờ chỗ đoạn này. Y hệt là cái mask cho video luôn. Đó, vẽ này các bạn nhớ đóng lại nhé. Đóng lại. OK, đó. Tức là bây giờ nó sẽ làm mờ chỉ cái vùng vùng được chọn thôi. Và bạn có thể chỉnh cái này, blur strength, độ mờ của cái viền nhé. Cái extend là cái viền, viền to, viền bé đấy. OK. Và bạn nhấn vào OK. Xong rồi, kích vào kích đúp ra. Đó, bây giờ tức là cái phần này, phần mặt nạ này, nó đã thêm được cái hiệu ứng mờ.
Scrambler. Mình có thể thêm các cái hiệu ứng khác cũng được nhé. Ok, đó là tất cả những cái tính năng mới ở trong phiên bản Filmora 12.3.2. Một số tính năng thì rất là hay, mình sẽ tìm hiểu các cái ứng dụng, cái sau đó mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Nếu như các bạn thấy video này hay ấy, thì các bạn có thể nhấn nút like và theo dõi kênh của mình. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Còn nếu như bạn nào mà muốn mua bản quyền ấy thì nhớ xem thông tin ở phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.